Trước trận đấu mở màn Asian Cup gặp đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Nhật Bản đã có những tuyên bố mạnh mẽ để lên dây cót tinh thần cho các cầu thủ của mình. Cụ thể thì ông đã tuyên bố như sau: Nhật Bản cần phải chiến thắng trận đầu tiên gặp Việt Nam và chắc chắn chúng tôi sẽ ghi thật nhiều bàn rồi. Sau đó mới nghĩ đến chuyện dẫn đầu bảng hay là vô địch. Chúng tôi tin rằng đây là giải đấu quan trọng trong hành trình hướng tới mục tiêu vô địch World Cup. Vì vậy thì các cầu thủ Nhật Bản sẽ ra sân với một tinh thần thật là nghiêm túc. Tại Asian Cup 2023, đội tuyển Nhật Bản được xem là ứng viên sáng giá cho chức vô địch sau màn trình diễn xuất sắc tại World Cup 2022. Thực tế thì Nhật Bản cũng đã có những màn chạy đà cực kỳ ấn tượng trước khi bước vào Asian Cup với 10 trận thắng liên tiếp trước các đối thủ đến từ châu Âu, Nam Mỹ, châu Phi và châu Á. Đội tuyển Nhật Bản sẽ có trận ra quân vòng bảng Asian Cup 2023 gặp Việt Nam vào ngày 14 tháng 1 năm 2023. Theo quan điểm của các bạn thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ như thế nào đối với đội tuyển Nhật Bản, thắng, hòa, thua? Các bạn hãy đưa ra dự đoán của mình dưới phần bình luận video này nhé. Còn bây giờ xem đến đây, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video lần sau.